Đây là tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những người cao tuổi. Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Trình phát thanh thanh niên. Chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc. Mời quý thính giả nghe 15 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình gửi tặng các chiến sĩ nơi biên giới và hải đảo. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Khắp nơi ca hát của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trang văn nghệ chủ nhật.